Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một người đàn ông đã ở khách sạn 5 sao tại thành phố New Delhi trong gần 2 năm. Hóa đơn mà ông này nợ lên đến 70.000 đô la Mỹ tức là khoảng 1,6 tỷ đồng Việt Nam. Báo chí địa phương cho hay là người này đã đút lót các nhân viên khách sạn để làm sai hồ sơ nhằm che giấu các khoản phí ở khách sạn Rosewood House nơi mà ông ta bắt đầu vào từ ngày 30 tháng 5 năm 2019. Lẽ ra thì ông này đã phải trả phòng vào ngày hôm sau nhưng mà đã kéo dài thời gian lưu trú thêm 603 đêm.